quyền phát bóng của đội tuyển Việt Nam. Vi Thị Như Quỳnh cũng đã được sử dụng từ băng ghế dự bị để thay cho đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Chuyền hai Lâm Oanh vẫn đang góp mặt trên sân và rất có thể xét đấu nửa xét đấu thứ hai thì chuyền hai Võ Thị Kim Thoa sẽ được đưa vào sân. Pha vợt đánh lao điều chỉnh không thành công của đội tuyển Singapore. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với cặp đôi chủ công là Vi Thị Như Quỳnh và Phạm Thị Nguyệt Anh. Phụ công là Nguyễn Thị Trinh, Lý Thị Luyến. Đối chuyền là Kiều Trinh, chuyền hai là Lâm Oanh. Lúc này thì Lý Thị Luyến đang có vị trí ở cầu sau nên Video Khánh Đan đang góp mặt trên sân. Đánh biên, một cú đập bóng của Vi Thị Như Quỳnh thực sự là rất ấn tượng. Đây là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Vi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002, năm nay mới 21 tuổi, với chiều cao 1m75, khả năng bật đà là 2m90 và bật chắn là 2m85. Như Quỳnh là một trong những nhân tố quan trọng giúp cho đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ trong trận đấu bán kết gặp câu lạc bộ của Trung Quốc Liao Ninh Đông Hua, cũng như trận chung kết gặp Diamond Foot, khi mà đối phương đã hiểu khá rõ về Trần Thị Thanh Thúy và liên tục cử các tay chắn bám sát đội trưởng của Sport Center One. Thì Như Quỳnh và Tú Linh đã có cơ hội để ghi điểm. Bóng không qua lưới. Có ý rồi. Mất 6 điểm liền trong set đấu thứ hai. Đương nhiên ban huấn luyện của Singapore cần phải có những sự nhắc nhở và điều chỉnh với các vận động viên. You fight, they can defend. So you don't worry. You must block and you can defend. One nice thing, Tien Tan, we got nothing to lose. Just wait. Come on. Hey, come on. Hey. Go, stay out. Come on. Chủ yếu là những lời động viên từ huấn luyện viên Fosita Sunton cho các vận động viên của mình. Ông muốn các vận động viên không quá lo lắng, hãy tiếp tục thi đấu cống hiến. Như Quỳnh, Như Quỳnh đánh bóng rất khôn ngoan nhưng vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Lại là một pha kết thúc rất mạnh từ đối chuyền Kiều Trinh. Hôm nay thì Kiều Trinh thực hiện rất nhiều những miếng đánh chiến thuật, những pha di chuyển từ vị trí số 2 vào khu vực giữa lưới để đánh trông. Hàng sau, và tấn công tương đối tốt của số 11, đó là San Lo. Đường đánh len chưa có điểm của Singapore. Và tấn công hàng sau vừa rồi của Nguyệt Anh đã giúp cho Singapore có điểm đầu tiên trong trận đấu này. Sau một chuỗi ghi 7 điểm liên tiếp thì chúng ta đã mắc lỗi với tình huống tấn công sau vạch 3m của chủ công Nguyệt Anh. Đó là tình huống tấn công tốt của Như Quỳnh. Đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên của chủ công Vi Thị Như Quỳnh. Libero Khánh Đang cũng vậy. Ngoài ra hai cái tên khác cũng có kỳ SEA Games đầu tiên của mình, đó chính là phụ công Lý Thị Luyến và chuyền hai Võ Thị Kim Thoa.
Như Quỳnh phát bóng tấn công. Chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn bóng thành công của Nguyễn Thị Trinh. Huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của Nguyễn Thị Trinh. Trước khi bước vào kỳ SEA Games lần này thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã rất lo lắng cho vị trí của Nguyễn Thị Trinh, người đã từng là một trong những phụ công tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng khi thi đấu ở đội bóng chủ quản Ninh Bình thì Nguyễn Thị Trinh bị đẩy sang vị trí chủ công, từ một vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn để có thể tấn công nhanh, giáp chắn tốt, chuyển sang chơi với vị trí không phải là sở trường, vị trí chủ công dành cho những vận động viên có lối chơi với tốc độ chậm hơn. Và sau khi quay lại phụ công thì đương nhiên là Nguyễn Thị Trinh không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Rõ ràng là có lý do để huấn luyện viên Tuấn Kiệt lo lắng. Nhưng tới thời điểm này thì Nguyễn Thị Trinh đang cho thấy cô là một trong những phụ công chất lượng nhất ở thời điểm hiện tại của bóng chuyền nữ Việt Nam. Bích Thủy và Lý Thị Luyến đều là những vận động viên có chiều cao tốt nhưng khả năng đánh nhanh, có lực thì không thể so với Nguyễn Thị Trinh. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Nguyệt Anh. 3-11. Nguyễn Anh, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Hàng sau, đó là pha tấn công của Vi Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh chắc chắn sẽ là niềm hy vọng ở thế hệ tương lai của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2002 này, năm nay mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Độ tuổi trung bình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 25. Như Quỳnh là người trẻ nhất, 21 tuổi. Và Trà Giang, 31 tuổi, là vận động viên lớn tuổi nhất. Lý Thị Luyến đã góp mặt trên sân. Đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên của phụ công này. Ở thời điểm hiện tại thì Lý Thị Luyến là người cao nhất ở trên sân. Chiều cao mới được cập nhật của phụ công đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang là 1m95, cao hơn cả đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, cầu thủ cao 1m93. Bên phía Singapore thì cầu thủ có chiều cao tốt nhất của họ chỉ là 1m80. Đó là phụ công mang áo số 20, Ruel. Lúc này thì phụ công mang áo số 20 chưa góp mặt trong đội hình của đội tuyển nữ Singapore. Kỹ năng phòng thủ với những pha xử lý bước một rất yếu của Singapore khiến họ gặp quá nhiều khó khăn. Chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn đôi của Lý Thị Luyến và Lâm Oanh. Chúng tôi dự đoán nửa cuối set 2 là lúc Võ Thị Kim Thoa sẽ được huấn luyện viên Tuấn Kiệt sử dụng để thay thế cho vị trí của Đoàn Thị Lâm Oanh. Ở thời điểm này với phong độ ổn định hiện tại thì Lâm Oanh xứng đáng là chuyền hai chính của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng vẫn có thêm những phương án để huấn luyện viên Tuấn Kiệt có thể tính toán tới trong việc sử dụng Võ Thị Kim Thoa, chuyền hai của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An.
pha xử lý rất lúng túng của đội nữ Singapore. Phát bóng ăn điểm ngay của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển nữ Singapore đang hoàn toàn bất lực trước những tình huống phát bóng khó của các cô gái Việt Nam. Come close with the ball, and then you move. No, you see already before pass the net. Huh? You know already ball dog in front of you. One, two, and waiting there for them. You not here stuck with the ball until the ball come hook. When the ball down, go down, hook ready very fast. You much fast more than ball. Tail. Come on again. Come on, come on. Don't get close and take the ball 上来. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Singapore vừa nhắc nhở các học trò về kỹ năng phòng thủ bước 1 để bắt những tình huống phát bóng của đội tuyển Việt Nam. Cầu phát bóng của Nguyệt Anh vẫn đang tiếp tục kéo dài. Chắn bóng nhưng bóng đi ra ngoài. Điểm thứ 19 dành cho đội tuyển Việt Nam. Bạch lên điểm với 6 điểm liên tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam. Thêm một sự thay đổi người nữa bên phía đội tuyển Singapore. Đối chuyền mang áo số 10 đó là Lee Jae-pua vào sân. Đối chuyền 2 không tốt khiến cho mũi công của Singapore đã mắc lỗi lưới. 24 vẫn đang là cầu phát bóng của Nguyệt Anh. Pha phục đánh nhanh của Lý Thị Luyến. Cuối cùng thì đội tuyển Singapore cũng đã ngắt được mạch lên điểm của chúng ta. Vừa rồi thì các cô gái Việt Nam đã có một mạch lên 7 điểm liên tiếp. Cũng bằng với chuỗi điểm đầu set 2. Như Quỳnh. Điều chỉnh phòng thủ tốt. Tấn công ở vị trí số 2. Nhưng Lý Thị Luyến và Như Quỳnh đã phòng ngự thành công. Một pha chắn bóng tốt của cặp đôi này. Với chiều cao 1m95 thì nhiều khả năng bật đà và bật chắn của Lý Thị Luyến cũng sẽ được cải thiện. Những thông số trong quá khứ với những đăng ký tại ABC Club vừa qua có lẽ không còn chính xác nữa. Trước đó thì thông số đăng ký dành cho Lý Thị Luyến là 1m90, bật đà 3m08 và bật chắn 2m98. Hiện tại thì Lý Thị Luyến đang là cầu thủ có khả năng bật chắn tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Sức bật chắn gần 3 mét của Lý Thị Luyến. Tuy nhiên phụ công của câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Tia Sáng cần phải cải thiện khá nhiều về kỹ năng của mình để có thể trở thành một phụ công có nhiều đóng góp hơn nữa cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
thể hình đã tốt nhưng kỹ năng cần phải tiếp tục rèn luyện. Đó là tình huống đánh chồng của Vi Thị Như Quỳnh. Rất khó cho hàng thủ của đội tuyển Singapore có thể ngăn chặn những miếng đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì Kiều Trinh cũng đã ghi được rất nhiều điểm từ những tình huống đánh chồng. Điểm thứ 23 dành cho đội bóng của chúng ta. Bây giờ thì cầu thủ cao nhất của Singapore mới được sử dụng. Đó là phụ công mang áo số 20, Shin Ruiao, cầu thủ có chiều cao 1m80. Khả năng bật chắn của cô gái này là 2m78 và cũng nằm trong nhóm những vận động viên có khả năng bật chắn tốt nhất bên phía Singapore. Vừa rồi thì Kim Thoa đã có một tình huống phát bóng không qua lưới. 8-23. Pha bỏ nhỏ tốt vừa rồi giúp cho đội tuyển Việt Nam tiến tới cơ hội giành set point. Như vậy là Thanh Thúy cũng đã trở lại sân. Tình huống bỏ nhỏ thông minh của Nguyễn Thị Trinh. Tình huống nhảy chuyền của Khánh Đang. Khánh Đang đang thi đấu rất ấn tượng trong quãng thời gian gần đây. Và chúng ta vừa có được phần thắng trong set đấu thứ hai. Chiến thắng cách biệt với tỷ số 25-8 dành cho các cô gái của đội tuyển Việt Nam. Ở set đấu thứ hai này thì hệ thống phòng thủ của Singapore đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu, đặc biệt là trong những tình huống phòng thủ bước 1. Đây cũng là trận đấu có thể nói là định đoạt vị trí nhì bảng B. Singapore vừa mở màn set đấu thứ 3 bằng một tình huống phát bóng rút lưới. Tình huống phát bóng tấn công của Như Quỳnh. Không, đó là một pha phát bóng bay. Pha đánh y vừa rồi là của Đoàn Thị Xuân. Cuối cùng thì số 17 cũng được huấn luyện viên Tuấn Kiệt sử dụng. Đoàn Thị Xuân hiện tại đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Quảng Ninh cùng với Vi Thị Như Quỳnh, đều là những học trò cưng của huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Trước đó thì hai cầu thủ này đều thi đấu cho màu áo của Vietinbank, cũng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Chơi vị trí đối chuyền, Đoàn Thị Xuân cũng có những giá trị của riêng mình. Một trong những đóng góp lớn nhất của Đoàn Thị Xuân cho lực lượng của đội tuyển quốc gia có lẽ là về mặt tinh thần. Bóng đã ra ngoài sau tình huống tấn công vừa rồi của chúng ta. Và đội tuyển Việt Nam quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Đúng là bóng đã chạm tay chắn. Chắc chắn đây sẽ là một tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Người vừa giơ bảng khiếu nại chính là trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh, người nằm trong thành phần ban huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thông tin.
Ngoài ra thì trong danh sách ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam còn có các huấn luyện viên Trần Thị Thu Hiền của Thành phố Hồ Chí Minh và Tạ Đức Hiếu của Vietinbank. Tiếng tấn công biên vừa rồi là của Nguyệt Anh. Tới khi đội tuyển Việt Nam tự phát hỏng thì Singapore mới có điểm. Cũng khá giống với những diễn biến mở đầu cho set đấu thứ hai. Nhưng lần này thì chuỗi điên lên điểm của chúng ta ngắn hơn. Chỉ là 5 điểm thôi. Bỏ nhỏ. Tiếng bỏ nhỏ tốt của Nguyệt Anh. Nụ cười rất tươi của Thanh Thúy và các đồng đội. Cầu phát bóng của Bích Thủy. Đó là tình huống phối hợp đánh nhanh thành công của Lý Thị Luyến. Lý Thị Luyến là vận động viên có cái sải tay rất dài, cũng giống với Bích Thủy. Do đó cần những đường bóng thuận lợi từ truyền hà để có thể thực hiện những tình huống tấn công tốt. Nguyệt Anh đánh biên. Cơ hội tấn công dành cho Singapore nhưng không vượt qua được các tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Tình huống chắn bóng tốt của Đoàn Xuân và Lý Luyến. Bóng không qua lưới. Điểm thứ 9 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 của đối truyền Đoàn Thị Xuân sau kỳ SEA Games năm 2017, khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Chúng tôi đang kể về câu chuyện của Đoàn Thị Xuân, một trong những gương mặt có thể nói là đã truyền cảm hứng cho những người đồng đội của mình. Một trong những giá trị lớn mà Đoàn Thị Xuân mang tới cho đội tuyển. Đoàn Thị Xuân là cầu thủ có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Cô đã từng là sao sáng trong làng bóng chuyền nữ, nhưng đã phải nghỉ thi đấu trong khoảng một năm để điều trị căn bệnh Marfan quái ác, khiến cho Đoàn Thị Xuân mất phần lớn cảm giác với trái bóng. Thể lực cũng giảm sút và không theo kịp các tình huống ở tốc độ cao ở trên sân. Nhưng sau đó thì Đoàn Thị Xuân đã nỗ lực trở lại để thi đấu đỉnh cao. Đó cũng là một trong những lý do mà huấn luyện viên Tuấn Kiệt quyết định sử dụng Đoàn Thị Xuân, người mang tới rất nhiều những giá trị về mặt tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam. Dù xét về mặt chuyên môn thì có thể trong danh sách những cầu thủ được triệu tập, chúng ta có nhiều gương mặt tốt hơn. Thế nhưng Đoàn Thị Xuân vẫn luôn có cơ hội từ người thầy ở câu lạc bộ của mình. Đó cũng là một nét đẹp của thể thao. Đứng trong sân rất dễ để quan sát tình huống vừa rồi. Khoảng cách giữa hai đội đang là 10 điểm. Đó là tình huống kết thúc của Nguyệt Anh. Chúng ta dễ dàng đánh lừa hàng chắn đối phương với những tình huống tưởng như sẽ dứt điểm ở vị trí số 3.
nhưng đó lại là những pha kết thúc của các chủ công hoặc các đối chuyền. Tấn công dành cho các cô gái Singapore. Đưa bóng ra biên. Bám chắn rất tốt của Lý Thị Luyến. Liên tục là những pha chắn bóng của phụ công áo số 22. Sau đầu. Đó là cú đánh của Đoàn Thị Xuân. Vẫn còn Nguyệt Anh bỏ nhỏ. Lần này thì chúng ta đã có điểm. Vẫn là pha chắn bóng của Lý Thị Luyến. Đối chuyền tấn công của Singapore với tốc độ không quá cao, do đó các phụ công của chúng ta cũng dễ dàng thực hiện những tình huống bám chắn. Cứu được bóng, nhưng nỗ lực vừa rồi của Nguyệt Anh là chưa đủ để có thể đưa bóng sang phần sân phía bên kia. Và đập bóng có lực của Lý Thị Luyến. Lao ngắn tốt của phụ công đang thuộc biên chế của Hóa chất Đức Giang tia sáng. Đoàn Thị Xuân phát bóng. Kỳ SEA Games năm nay sẽ là một trong những kỳ SEA Games mà chúng ta đặt rất nhiều sự kỳ vọng cho đội tuyển nữ Việt Nam để có thể lật đổ sự thống trị của người Thái. Cách đây một tuần thì chính các cô gái áo đỏ này đã làm nên kỳ tích khi đánh bại Diamond Foot, đại diện của Thái Lan. Dù chỉ là một câu lạc bộ thôi, nhưng trong thành phần của họ cũng có 4 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong các giải đấu ở năm 2022. Có một truyền hai ở đẳng cấp thế giới, Nusara, có ngoại binh Natasha. Có thể nói đó cũng là một đội hình có chất lượng cao. Mặc dù các vị trí từng được triệu tập lên đội tuyển trong năm 2022 không phải là những vị trí chính thức trong đội hình của đội tuyển Thái Lan, nhưng đó đều là những cầu thủ có chất lượng tốt như Sasi Papron hay Wipawi. Và việc đánh bại được Diamond Foot trong trận đấu chung kết thực sự là một chiến thắng vô cùng ấn tượng, một thắng lợi lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Và hy vọng rằng chiến thắng đó sẽ giúp cho chúng ta vững tin hơn trong cuộc đối đầu sắp tới, dự kiến sẽ chạm trán với Thái Lan trong trận chung kết. Với tình hình chúng ta đã nắm bắt về bóng chuyền nữ Đông Nam Á thì cũng không khó để có thể nhận định Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai cái tên góp mặt trong trận đấu chung kết ở nội dung này. Tất nhiên là trong thể thao thì luôn có những biến số, nhưng khả năng cao sẽ là như vậy. Hàng sau, đập bóng rất mạnh của Vi Thị Như Quỳnh. Nguyễn Anh. Nguyễn Anh ở ABC Club 2023 không được thi đấu nhiều và ngày hôm nay đang được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn là một trong những cầu thủ chơi nhiều nhất ở trên sân. Nguyễn
Như vậy là tới thời điểm này thì chúng ta còn chưa thấy sự góp mặt của Trần Tú Linh. Vẫn còn sót một cái tên chưa ra sân. Thanh Thúy trở lại. Phạm Thị Nguyệt Anh ra sân để nghỉ ngơi. Thanh Thúy vẫn có một vết đau nhẹ ở vai phải. Nhiều vị trí trong đội hình của đội tuyển Việt Nam thường thi đấu không phải trong trạng thái thể lực tốt nhất. Thanh Thúy thì đau vai, Nguyễn Thị Trinh thì đau gối. Bóng ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 20-4. Và ban huấn luyện của đội tuyển Singapore đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Họ nghĩ rằng bóng chạm tay chắn trong đường bóng vừa rồi. Cách tay chắn rất xa. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tỏ ra rất ngỡ ngàng trước quyết định challenge vừa rồi của đối thủ. Bằng ngôn ngữ hình thể chúng ta cũng có thể thấy huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ rằng bóng còn cách tay chắn rất cao. Tấn công tốt ở vị trí số 4. Đó là cú đánh của chủ công áo số 13 Shin Ji Chua. Sau đầu. Đó là pha ghi điểm của Bích Thủy. Tình huống đánh bay sau của phụ công mang áo số 9. Ngày hôm nay thì Trần Thị Thanh Thúy tham gia rất nhiều vào những tình huống bắt bước một. Như chúng tôi đã nói, đây cũng có thể coi là một trận đấu để cho các tuyển thủ của chúng ta tập luyện và khắc phục điểm yếu của mình. Đội tuyển nữ của chúng ta có nhiều lợi thế hơn so với đội tuyển nam khi đã có được những trận đấu cọ sát rất đáng quý trước thềm SEA Games 32. Đội tuyển nam của chúng ta thì đã phải tập chay, chia đội hình để đấu đối kháng và không có quân xanh để rèn luyện trước khi bước vào kỳ SEA Games lần này. Và sau cùng thì chúng ta đã không bảo toàn được tấm huy chương bạc đã giành được ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, nhưng thay vào đó cũng mang về một tấm huy chương đồng với chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan ở trận đấu tranh hạng 3. Còn với đội tuyển nữ đã trải qua những màn thử lửa thực sự là quá chất lượng ở giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023. Đó là những cái tên An Tây tới từ Kazakhstan, bóng đương kim vô địch của giải vô địch quốc gia Kazakhstan Diamond Foot, đội bóng vô địch Thái Lịch ở mùa giải 2021-2022, Paykan của Iran cũng như là nhà đương kim vô địch sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia, Liao Ninh Đông Hua. Đội bóng dù cho hạng 7 ở Trung Quốc thôi, chúng ta đều biết Trung Quốc là cường quốc của bóng chuyền nữ châu Á. Và mùa giải 2021-2022 thì họ đứng ở vị trí thứ tư Trung Quốc. Chinese Taipei, King World Taipei đại diện và là nhà vô địch của Đài Bắc Trung Hoa. Hip Hinh cũng là nhà vô địch của Hồng Kông Trung Quốc. Hitsamitsu Spring thì là cái tên quá quen thuộc. Và chỉ còn một đội bóng
mới lần đầu tiên xuất hiện là Khusgun Oshim, đại diện của Mông Cổ, là đội bóng yếu nhất tại giải đấu. Phần còn lại đều là những cái tên rất chất lượng cho màn thử lửa của SportsCenter One mà thực chất là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và chúng ta đang bước vào SEA Games lần này với một sự tự tin cao độ. Có một chút lo ngại về thể lực của các cầu thủ, nhưng hy vọng mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Quá nhiều cơ hội giành match point cho đội tuyển Việt Nam, và chúng ta sẽ chắc chắn có được chiến thắng trong trận đấu mở màn. Điều quan trọng là Singapore ghi được bao nhiêu điểm trong xét đấu này mà thôi. Và vừa rồi thì Đoàn Thị Xuân đã kết thúc trận đấu với một tình huống đánh bóng ở vị trí số 2. Niềm vui dành cho các cổ động viên Việt Nam cùng sự phấn khích với phần thắng rất nhẹ nhàng.